Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ năm ngày 22 tháng 11 năm 2018 của 12 con giáp. Con giáp tuổi Ngọ sẽ gặp khá nhiều điều thuận lợi trong ngày hôm nay, nhất là những ai đang cố gắng để có được tiếng tăm danh vọng thì chính ấn sẽ tìm cách trợ lực, còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao, cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé. Tử vi tuổi Tý. Chỉ khi có tiền trong tay thì tuổi Tý mới cảm thấy tự tin, may mắn là có chính tài nên nguồn tài chính cũng là yếu tố giúp ngày hôm nay của bạn trở nên tươi sáng hơn. Nếu bạn có kế hoạch chi tiêu hợp lý, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái với cuộc sống hiện tại của mình. Tuy nhiên, đừng quên kế hoạch tiết kiệm đấy nhé. Quan trọng là bạn phải biết rằng tiền dành cho tương lai rất quan trọng vì bạn không còn sức lao động nữa, tiền bạc cũng khó kiếm. Hãy để dành một phần phòng thân khi về già. Lục xung báo hiệu những dấu hiệu không hay liên quan tới chuyện tình cảm. Lúc này bạn nên tin vào trực giác của mình thay vì đặt hết niềm tin vào đối phương. Niềm tin cũng cần được đặt đúng chỗ. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, người khác đối xử đúng theo cách của bạn đối xử với họ. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, hãy tuân theo tự nhiên. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, có những thứ không được như mong đợi. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, chờ đợi thứ gì không thuộc về mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, hãy biết buông bỏ đúng lúc. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng, tím, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Sửu, hôm nay người tuổi Sửu thiếu tập trung, lại cộng thêm tác động của kiếp tài nên bạn không đủ nhanh nhạy trong công việc đánh giá vấn đề, rất dễ xảy ra mâu thuẫn từ những việc không đâu, bạn nên tránh xa các rắc rối. Cảm xúc không ổn định khiến bạn hiểu lầm lời nói của người khác, khiến cho việc giao tiếp của bạn trong lúc này gặp nhiều khó khăn. Cho dù công việc còn bộn bề, nhưng cũng nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, tránh những quyết định sai lầm. Sửu Ngọ tương hại, nhắc nhở bạn nên lưu tâm hơn tới chuyện tình cảm của mình. Sự xa cách mà đối phương dành cho bạn vô tình gây ra biết bao hệ lụy trong cuộc sống, bạn nên hiểu lúc nào nên dừng lại. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, nói dối sẽ được biện minh bằng nhiều lời nói dối. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, bạn gặp người bạn cần gặp. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, lời khuyên của ai đó rất có ích lúc này. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, tận hưởng niềm vui nhỏ từ cách mà bạn làm việc. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, tranh cãi làm gì khi cuối cùng không có giải pháp. Con số may mắn 1, 2, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường cam, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Dần, xuất hiện của thiên quan điểm vào những việc bạn làm hôm nay không thuận lợi. Nhiều người tuổi Dần bị phạt, vi phạm giao thông, gặp tai nạn, có người xui xẻo trong công việc, dễ bị giáng chức. Ngoài ra bạn nên cẩn thận khi xuất hiện ở những nơi công cộng. Khi xảy ra sự cố, đừng cố gắng giành phần thắng về mình trong khi chưa hiểu ngọn ngành sự việc. Đôi khi trí nhớ của bạn không chuẩn đâu. Nhờ có tam hợp cục mà chuyện tình cảm có dấu hiệu khả quan, nhất là đối với những ai còn độc thân. Nhưng để có tiến triển, bạn phải bằng lòng với bước đường an toàn không chắc chắn và nắm lấy thế chủ động. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, bạn cần ai đó chỉ đường. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, cuối con đường này mở ra con đường mới. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, chỉ có lạc quan mới nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, đừng khó khăn quá với người khác. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, sự cứng đầu khiến bạn bị thiệt. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Thân. Tử vi tuổi Mão, công việc hôm nay của người tuổi Mão khá thuận lợi, nhờ có chính quan mà bạn đón tin vui là khả năng tổ chức công việc của bạn vẫn còn rất hiệu quả nên tinh thần của bạn cũng được đền bù đáng kể. Có những việc chờ được nhiều người hỗ trợ mà bạn hoàn toàn xuất sắc hơn trong thời gian ngắn, lúc này bạn nhớ bày tỏ lòng biết ơn với những người này nhé. Mão Ngọ và tương phá báo hiệu tình hình tài chính không ổn định và nên tránh việc chi tiêu không kế hoạch. Hãy giữ bản thân mình luôn bận rộn để tránh suy nghĩ lung tung, vì càng bất an bạn càng muốn tiêu tiền. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, làm đẹp chỉ là để yêu bản thân hơn. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, đừng chờ đợi ai đó vô ích. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, ai cũng có nỗi niềm riêng. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, xem phim hài để bạn được vui. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, nên cảm thông cho nỗi đau của người khác.
Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường xanh hạ bạc hà, đỏ, quý nhân phù trợ, người tuổi ngọ, tí. Tử vi tuổi thìn, xuất hiện tỷ kiến ngay lúc này cho thấy đây không hẳn là ngày lý tưởng dành cho con giáp tuổi thìn thực hiện những việc quan trọng. Mọi chuyện dường như đang muốn thử thách sự nhẫn nại của bạn. Thay vì nóng nổi, bạn hãy nên bình tĩnh nhìn nhận yếu tố cốt lõi của vấn đề để có giải pháp tối ưu nhất. Không phải mọi việc đơn giản như vẻ ngoài của nó đâu. Hãy thử đặt mình vào vị trí của mọi người để hiểu hơn về tình huống. Trong ngày này, vị trí của tài thần ở hướng chính đông, phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và phòng giã gạo. Do đó không nên di chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể động thai thân, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hỏa, kiềm chế được bản thân, đó là chiến thắng của bạn. Tử vi tuổi Bính Thìn, thổ, nhớ làm những gì, cũ kỹ đã qua đi. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, giữ thái độ học hỏi, bạn sẽ có lợi thế. Tử vi tuổi Canh Thìn, kim, kêu ca nhiều gì đâu có ích. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, học đón nhận điều mới. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường vàng, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Tỵ, nhờ thiên quan mà hôm nay những kết quả tốt đẹp sẽ đến với tuổi Tỵ một cách từ tốn và nhẹ nhàng. Có thể ai đó cho rằng bạn may mắn, nhưng thực ra là bạn đã cố gắng rất nhiều, vun đắp mọi việc bằng sự chân thành của mình. Có thể mới đầu bạn có chút nản lòng vì bản thân chưa thật sự tiến bộ, tuy nhiên càng về sau bạn lại càng thành công khi đặt hết tâm huyết của mình vào đó. Nhờ đó mà bạn rút ra kinh nghiệm rằng việc gì mới cũng khó, nhưng quen thuộc rồi thì mọi thứ nằm trong tầm tay mình. Nhờ tam hội mà bạn có thể tự tin hơn trong các quyết định, bạn tin rằng với những cá nhân tốt đang có sẽ mang lại thành quả tốt lành, bạn cũng không phải lo nghĩ gì nhiều cho thời gian này. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, lợi thế do chính mình tạo ra. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, đừng tỏ ra khó khăn quá với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, bình tĩnh nhìn nhận từng vấn đề một. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, hãy trao lời yêu thương với đối phương. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, cảm nhận của bạn là chính xác. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đỏ, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Dần. Tử vi tuổi Ngọ, con giáp tuổi Ngọ sẽ gặp khá nhiều điều thuận lợi trong ngày hôm nay, nhất là những ai đang cố gắng để có được tiếng tăm danh vọng thì chính ấn sẽ tìm cách trợ lực. Các thử thách liên tục được đặt ra nhưng không vì thế mà bạn chùn bước. Với chút may mắn, bạn sẽ nhanh chóng tìm được đáp án cho mình. Ngọ Ngọ tự hình cho thấy bản mệnh hiếu thắng. Tính cách này không hẳn là xấu nhưng nó sẽ khiến cho bạn trở nên yếu mềm khi nghe những lời dù nịnh của ai đó và mất khả năng chống đỡ khi mà họ muốn ra tay với mình. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, để ý tới dấu hiệu đang chỉ lối cho bạn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, chỉ có bạn tìm ra câu trả lời cho mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, còn bao nhiêu, không có ai muốn nghe nữa đâu. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, không thể nói nổi những lời nói dối. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, đối xử với người khác thật chân thành. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường xám, bạc, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mão. Tử vi tuổi Mùi, thái độ của đồng nghiệp hoặc đối tác có thể làm cho người tuổi Mùi cảm thấy thất vọng, buồn bực, nhưng chớ nên để kiếp tài tác động tới bạn quá nhiều. Hoàn cảnh có thể xấu tới đâu cũng không quan trọng bằng cách mà bạn hành xử ở thời điểm đó. Những vấn đề liên quan đến luật pháp sẽ bị trì hoãn hoặc đình trệ. Nếu có thể, bản mệnh nên tránh xa các rắc rối liên quan tới pháp luật. Đã bao giờ bạn nghĩ tới việc bắt tay với kẻ thù, biến họ thành đồng minh? Ngọ Mùi hợp Nhật Nguyệt rất tốt cho việc kết hợp làm ăn kinh doanh hoặc là bàn kế hoạch đi chơi xa cho cả gia đình. Hơn nữa, tình cảm nhân duyên rất tốt đẹp. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, hãy tỉnh táo và lý trí trong hành xử. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, kẻ thù không đáng sợ như bạn nghĩ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, đừng cố quá, thực hiện trong khả năng của mình thôi. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, không nên chấp nhận kẻ liên tục xảy ra sai lầm. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, chớ hạ thấp bản thân mình. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đen, cam,
quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Sửu. Tử vi tuổi Thân. Nhìn chung cuộc sống của con giáp tuổi Thân sẽ khá yên ả trong ngày này. May mắn mà thực thần đưa tới giúp bạn có thể làm việc bình yên, môi trường xung quanh hài hòa. Các kế hoạch hay dự định của bạn nên được thực hiện vào buổi sáng, lúc đầu óc tỉnh táo, đồng thời hạn chế thực hiện các cuộc gặp mặt quan trọng vào chiều tà khi sự tỉnh táo của bạn đang dần cạn kiệt. Đã bao lâu rồi bạn không dành thời gian chăm lo cho bản thân hay đơn giản là thay đổi một kiểu tóc mới? Sự thay đổi về ngoại hình sẽ đem đến nhiều điều thú vị cho cuộc sống của bạn, nhất là về mặt tình cảm. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, niềm tin mang tới động lực. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, hãy tự làm mới mình. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, làm điều gì bạn cảm thấy thoải mái nhất. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, ai đó hối thúc cũng chẳng có ích lúc này. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, học cách thích nghi với mọi chuyện. Con số may mắn 19, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường xám, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Ngọ. Tử vi tuổi Dậu. Thương quan khiến cho tuổi Dậu trở nên bất cẩn, thiếu kiểm soát. Có nhiều người là do hương vị của tình yêu đang làm bạn mất cảm giác, quên đi hiện tại và công việc của mình. Việc tận hưởng những cảm xúc tốt đẹp hay bị tình cảm ảnh hưởng là việc khó tránh khỏi. Điều quan trọng là bạn nhận diện ra nó và nên tiết chế cảm xúc và phân định chuyện công tư rõ ràng để tránh gây thêm phiền phức cho những người xung quanh. Theo lịch vạn niên, Hải Thượng Lãn Ông chỉ ra rằng hôm nay cũng là ngày 16 âm lịch, nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực, tránh mọi sự tổn thương và chạm, mổ xẻ, châm chích tại các vị trí này. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, thất bại đến khi bạn bỏ cuộc mà thôi. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, đừng để ý quá tới lời người ta nói. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, sự tức giận sẽ làm mờ tâm trí. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, biết cảm thông cho mọi người khi cần. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, học cách lắng nghe đi nào. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Tuất. Người tuổi Tuất hôm nay nhớ cẩn thận với tiền bạc, đồ đạc ảnh hưởng của Tý Kiên nên bạn rất dễ gặp xui xẻo. Lúc này bạn nên hạn chế tiếp xúc với người lạ và không nên tham gia vào các hoạt động tập thể để có thể giữ gìn tài sản tốt hơn. Nếu xảy ra sự cố, bạn khó tỉnh táo để giải quyết được vấn đề lúc này do ảnh hưởng của cảm xúc. Hãy để sang ngày hôm sau, bạn sẽ tỉnh táo hơn để nhìn nhận vấn đề ở đâu và tìm ra giải pháp phù hợp hơn. Nhờ có tam hợp mà bạn đón tin vui từ mệnh đào hoa đang giúp cuộc sống của bạn trở nên thú vị hơn. Tuy nhiên, nếu là người đã có gia đình, bạn nên tiết chế cảm xúc cũng như giữ vững tỉnh táo để không tự tay hủy hoại hạnh phúc lứa đôi. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, nghĩ nhiều sẽ sinh bệnh. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, ưu tiên sự bình an trong tâm hồn. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, bạn nghĩ là không thể thì sẽ là không thể. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, giữ tinh thần tươi trẻ, đón nhận mọi việc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, đừng phụ thuộc vào thuốc quá nhiều. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường trắng, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão. Tử vi tuổi Hợi. Thay vì mãi ôm ấp nỗi buồn, người tuổi Hợi nên hướng sự quan tâm của mình đến các vấn đề tài chính vì hôm nay là ngày tài lộc gõ cửa. Nhờ có thiên tài tương trợ nên bạn có xu hướng đưa ra những quyết định đúng về các cơ hội đầu tư hay chốt dự án. Đây là thời điểm mà bạn có thể thu về nhiều lợi nhuận nếu biết cách khai thác điểm mạnh của mình, cũng gặp được nhiều thuận lợi trong công việc kinh doanh nên tình hình tài chính của bạn cũng vì thế mà được cải thiện đáng kể. Theo lịch vạn niên 2018, hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2018, dương lịch là ngày Can Mậu. Ngày Can Mậu không chỉ bệnh ở bụng, vì thế dù có lịch hẹn với bác sĩ, bạn cũng nên rời xa một ngày khác. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, bạn cần phải học hỏi nhiều hơn. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, nghe nhạc để tâm hồn được thư giãn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, tiền nhiều cũng chớ hoang phí. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, hãy đề cao việc chăm sóc các mối quan hệ. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, nhất định phải chọn bạn mà chơi. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ,
Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Tử Vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.